Hey, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái project của khóa VP tại Santech. Các bạn nhìn vào đây thì các bạn thấy đây có phải là một cái project viết bằng PHP thuần không? Nếu mà các bạn mới nhìn vào đây như thế này, thì nếu mà các bạn mới nhìn vào phần view, project này được viết theo mô hình MVC, sử dụng kiến thức về lập trình hướng đối tượng ở trong PHP. Và các bạn nhìn thấy cấu trúc của nó cũng đang theo chuẩn của MVC. Nó sẽ có controller, module và view. Đó, ngoài ra nó có những thư mục khác như là call để xử lý database, hay là phần helper để sử dụng những cái hàm dùng chung. Và phần view các bạn nhìn này. Các bạn nhìn phần view thì nếu mới nhìn vào như thế này thì chắc chắn là nhiều bạn sẽ không nghĩ đây là được viết bằng PHP thuần. Đó, cú pháp của nó gần giống với Laravel, các cú pháp load view. Đây, các bạn có thể vào controller và các bạn có thể nhìn đây phần load view của nó này. Đó, truyền dữ liệu ra thì nó không khác gì controller ở trong Laravel cả. Nó chỉ khác ở đây, thay vì dùng helper thì tôi dùng cái method của lớp cha. Đây, kiểu như vậy. Các bạn có thể nhìn qua. Đó, và product cũng tương tự như vậy. Đó, các bạn nhìn thấy. Đó, ok chưa? Và mình vào phần home controller. Đây, thì nhìn ở đây không ai nghĩ là chúng ta project này đang viết bằng PHP thuần, nhưng thực tế là nó đang sử dụng PHP thuần thôi, và nó build lên theo mô hình MVC thì nhìn nó rất là chuyên nghiệp và rất là khoa học. Đó, thì đây là cái khóa, đây là cái project của khóa PHP MySQL tại Santech. Các bạn muốn lấy cái số code này để tham khảo thì các bạn hoàn toàn có thể comment xuống dưới video này, email của các bạn, và đồng thời subscribe kênh YouTube của Santech để các bạn nhận những thông báo mới nhất. Đó, mình chỉ giới thiệu vậy thôi. Xin cảm ơn.